Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay miền Bắc quay trở lại tình trạng nắng nóng trên diện rộng và dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến đầu tháng 6, với nhiệt độ trưa chiều luôn duy trì ở mức cao 35 đến 37 độ. Cùng với đó là độ ẩm sẽ giảm thấp, chỉ còn là từ 45 cho tới 60%. Quý vị cần phải bổ sung thêm nhiều nước, vitamin và khoáng chất để giúp cho cơ thể không bị mệt mỏi trong thời tiết bất lợi như vậy. Tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cũng có thời tiết tương tự, trời không mưa, ban ngày thì nắng nhiều. Vì thế, trong ngày nghỉ cuối tuần, việc nghỉ ngơi thư giãn và hạn chế ra ngoài đường cũng là một việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe của quý vị trước tác hại của nắng nóng cũng như là dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ 17 giờ chiều trở đi thì trời sẽ dịu dần, cảm giác oi suy giảm, đến tối và đêm thì nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 27 độ. Tương tự như miền Bắc, do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông Nam. Từ ngày hôm nay thì nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại khu vực miền Trung, cụ thể là từ Thanh Hóa cho tới tận Phú Yên. Nhiệt độ luôn cao 35-38 độ và khu vực vùng núi thì còn có những nơi vượt mức 38 độ. Cùng với đó là độ ẩm thấp 45-60% nên càng làm gia tăng cảm giác oi bức. Thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng cũng nằm trong khu vực có nắng nóng và nhiệt cao, nhưng có gió biển điều hòa nên cảm giác oi nóng sẽ dịu hơn một chút. Nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay là 35 độ. Mưa hầu như là không có và nắng cũng sẽ xuất hiện suốt từ sáng cho tới khoảng thời gian là 16-17 giờ chiều. Tối và đêm nay thì thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ hạ xuống còn 27-28 độ. Từ ngày hôm nay, mưa sẽ giảm dần ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ do rãnh thấp suy yếu dần. Thời tiết mát mẻ duy trì cả ngày. Ban ngày thì nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong trưa nay ở khu vực Tây Nguyên là 28-31 độ, với khu vực Nam Bộ là 30-33 độ. Đến chiều tối thì mưa vẫn có thể quay trở lại nhưng với lượng ít hơn và diện mưa thu hẹp. Cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh thì trưa nay trời còn nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32 độ. Cũng giống như các khu vực khác trên cả nước, người dân nơi đây cần phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc 5K khi mà dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp trở lại. Khả năng mưa sẽ xảy ra trong khoảng 70% về chiều tối. Nhờ có mưa nên tối và đêm trời sẽ dịu mát nhanh, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng là 25 độ. Khép lại bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị!